À, dạ vâng ạ, à, xin phép các bác em xin được bắt đầu nhé. Cháu cắt mạnh tay chú xem nào, cắt khỏe khoắn xem nào. Buổi sáng rất là vinh dự khi được giao lưu trực tiếp với các bác với hai cặp loa hàng bãi. Con dao này cùn rồi, đúng không các bác? Thưa các bác của anh em, hàng về ít nhưng chất lượng còn hơn hàng về số lượng nhiều nhưng không chất lượng, đúng không các bác? Hai đôi loa B3 hàng bãi bát 40 xin được cắt trực tiếp cho các bác của anh em xem. Các bác của anh em đánh giá xem mua loa như này đã đẹp chưa các bác nhé. B3 mã số là S215 và em sẽ khẳng định là có giá tốt cho các bác của anh em. Những đôi loa này về em sẽ bán giá cực kỳ là ưu đãi, lãi chỉ cần một xíu thôi là cho lên đường luôn các bác nhé. Chỉ cộng 500 ngàn một đôi là cho lên đường luôn, khẳng định với các bác của anh em như vậy. Loa đảm bảo các bác của anh em là đúng chuẩn chất bãi các bác nhé. Đây là mặt bên dưới, mặt bên dưới mà đẹp như này rồi thì chắc chắn mặt bên trên sẽ rất đẹp các bác nhé. S215 sở hữu một bát 40 các bác nhé. Đây này, dọc từ đây xuống là xong rồi. Các bác của anh em tham khảo nhé. Bát 40 từ 220 quay 100, tép từ 17 quay 7,2 các bác nhá. Em về hai đôi duy nhất. Khẳng định với các bác là em mua hàng rất rất đẹp các bác nhá. Em mua hàng rất rất đẹp. Nguyên bao, nguyên đai, nguyên kiện. Em chỉ mua một hai đôi một thôi nhưng mà em khẳng định với các bác là em mua đôi nào là đẹp và chất lượng đôi đấy. Chứ em không mua lô mà không mua nhiều các bác nhá. Đấy, không mua những sản phẩm xấu, đó là em luôn các bạn. Đó. Đấy các bác nhìn này, chưa tân trang, ngược, đây là ngược nhá. Chưa tân trang để cháu là đảo ngược lại các bác nhá. Chưa tân trang, chưa lau chùi, chưa vệ sinh. Đang bị ngược các bác của anh em nhá. Các bác của anh em quý mến hãy nhớ like share nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh hãy nhớ đăng ký ủng hộ kênh. Đó, quả này là nặng 47 kg các bác nhá. Đây là mặt trên này. Đấy, đây là mặt trước này các bác nhá. Chưa vệ sinh, chưa lau chùi, chưa tân trang. Đây là đất này các bác này. Để cho led lại cam nó đúng không ạ? Đó. Đây là đất các bác nhá. Thì em mở ra cho các bác của anh em xem luôn. Các bác cứ bình tĩnh nhá. Các bác của anh em cứ bình tĩnh ạ. Và thưa các bác của anh em xin phép là báo giá luôn để các bác của anh em mọi người tham khảo nhá. Hiện tại một đôi loa, đúng không ạ? Một đôi loa B3 hàng bãi. Hàng chất lượng còn đẹp các bác nhá. Bao zin nguyên bản cho các bác của anh em. Em xin được chào bán tới các bác của anh em với giá là 20.500.000 đồng các bác nhá. 20.500. Giá này thì đã rẻ hơn trước là cả 1.000.000 đồng rồi các bác nhá. Những cái gì em đảm bảo ở video này đó là chất loa đẹp các bác nhá. Chất loa bãi đẹp. Zin nguyên bản các bác nhá, chưa sửa chữa. Hàng đúng chuẩn chất bãi. Các bác mua đôi loa bãi là bãi, xứng đáng đúng không ạ? Tuyệt vời, các bác nhìn chiếc thứ hai nhá. Các bác của anh em nhìn chiếc thứ hai. Khẳng định tới các bác của anh em là loa rất đẹp. Đâu có mở ra lật ngửa đi. Ok chưa? Các bác mua và bỏ đồng tiền nó xứng đáng. Riêng luôn quảng cáo ấy, và giới thiệu review về những sản phẩm em đang có, em không bao giờ giới thiệu sai các bác nhá. Không quảng cáo sai bao giờ cả. Đó. Giới thiệu đúng 100% cho các bác của anh em. Mọi người bỏ đồng tiền mua sắm nó đúng các bác nhé. Và với đôi loa này để nó đưa ra được các chất âm hay, các bác của anh em hãy sở hữu và sử dụng những con đẩy có công suất ít nhất là 800W trên một kênh nội trở 8 ohm, hoặc là 1000W trên một kênh nội trở 8 ohm các bác nhé. Và đây em test thử các bác của anh em nghe thử luôn, đúng không ạ? Em xem dây loa đâu nhỉ. Đây, dây loa em đang cắm vào loa EV này. Em test thử luôn. Loa này là loa chuẩn mà các bác của anh em yên tâm nhé. Để em cắm dây loa. Các bác xem video nhà em là video thật các bác nhá. Đó, giới thiệu thật, test thật các bạn.
Vâng, cho xuống nhá. Đây ạ. Ok. Anh em xem em test âm chất âm đôi loa này nhé. Đây là chiếc thứ ba các bác nhá. Đây là chiếc thứ ba. Chúc mừng các bác nhá. Cho xuống nhá. Cho mọi cái điều khiển thôi ạ. Đây là chiếc thứ ba các bác nhá. Cái đôi loa này đấy ạ, bát nó từ 220 con 100 nên bát nó đánh cực gấu luôn các bác nhá. Mà cái dòng này là dòng thòng thùng nặng 47 các bác nhá. Thùng nặng 47 kg. Đây các bác này. Thùng và hơi mờ đúng không ạ? Để em lấy lại nét đấy. Đây là bẩn các bác nhá. Đây là bẩn này, lau sẽ sạch này. Đây thùng 47 kg các bác này. Đó. S215 các bác nhá. Thùng 47 kg, công suất 500W. Đồ nhạy 97 dB. Đó. Các bác phải cô anh em phải lên nhớ là đôi loa này rất chất các bác nhá. Đây là chiếc thứ ba các bác nhá. Ít nhưng chất, còn hơn nhiều nhưng không chất đúng không các bác? Ok chưa? Chiếc thứ ba. Cái này em khẳng định chỉ lau chùi nó bán đấy các bác nhá, khẳng định luôn đấy ạ. Lau chùi xong là đen cườm là bán luôn. Chiếc thứ tư các bác nhá. Chiếc này sao chút nhá. Sao sao này. Đấy, cắt bao trực tiếp cho các bác của anh em xem. Chất lượng các bác nhá. Hàng về như nào giới thiệu như thế. Đúng không ạ? Zin các bác nhá. Cắm là kêu luôn. Trừ khi vận chuyển bị vỡ. Nếu mà vận chuyển vỡ thì chúng em chỉ có lỗ trở lên thôi các bác. Lỗ nặng luôn ạ. Có những đôi loa này bán giá như vậy thì nãy cũng chỉ 500 nhỉnh một chút thôi các bác. Một đôi loa bỏ số tiền lớn. Chiếc thứ tư các bác nhé. Chiếc thứ tư này các bác nhìn này. Nhìn qua thấy đẹp rồi đúng không ạ? Nhìn qua nó rất đẹp rồi. Hàng đẹp đúng không ạ? Thì bán được ngay nhưng lãi suất thấp. Đúng chưa các bác? Hàng đẹp chắc chắn sẽ lên đường ngay nhưng lãi suất thấp. B3 là hàng bãi xịn, thương hiệu đến từ đất nước Đức. Sản phẩm hàng thương hiệu thật, công nghệ thật và dây chuyền thật các bác nhá. Đấy, chiếc thứ tư anh em nhá. Vâng, lãi một cái vỏ bao thuốc rồi. Đó. Ok, đủ 4 chiếc các bác nhá. Các bác cùng em xem. À, em cảm giác cái cam nó cứ bị sao, nó cứ mờ mờ đúng không ạ? Ok chưa? Người hôm nay còn ốm các bác. Ok chưa? Đấy, em sẽ quay từng chiếc một nhá. Các bác nhìn này, gân vải tầm dầu này, đen ánh này các bác này, đúng không ạ? Các bác nhìn rõ thì đánh giá cho em nhá. Chiếc thứ hai này, gân vải tầm dầu này, đen ánh này, đúng không ạ? Chiếc thứ ba, gân vải tầm dầu này, đen ánh này, còn mới nữa các bác, còn đẹp đấy các bác nhá. Chiếc thứ tư này. Ok chưa ạ? Đó. Riêng em luôn không bán loa xấu. Không bao giờ chào bán loa xấu, chào bán chỉ có loa đẹp trở lên thôi các bác nhá. Loa xấu em thanh lý luôn. Ok, cảm ơn tất cả các bác của anh em nhá. Cái cam của em hôm nay nó bị làm sao em cảm giác nó cứ mờ mờ kiểu gì ấy. Đấy. Em cảm giác nó cứ mờ mờ đúng không ạ? Ok, cảm ơn các bác của anh em nhá. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm những đôi loa B3 hàng bãi xịn, hàng mới xịn, gọi điện cho em. Em luôn chuyên những dòng loa đến thương hiệu của Mỹ như là JBL, EV, P-Way, QSC. Em luôn chuyên những dòng loa đến từ thương hiệu của Đức, ví dụ như là B3 đúng không ạ? Hay là CB các bác nhá. Trân trọng cảm ơn các bác của anh em. Mọi người liên hệ sớm cho em để sở hữu hai đôi loa này nhá. 20.500.000 đồng một đôi, giá trên tại cửa hàng. Các bác của anh em quý mến tin tưởng chuyển hết tiền các bác nhá thì chuyển cho em xin 20 triệu. Có nghĩa là như nào? Các bác đặt cọc tiền để em gửi vào tận nhà thì là 20.500 và các bác sẽ là người thanh toán tiền cước. Còn các bác quý mến tin tưởng chuyển hết tiền cho em bán cho các bác đôi loa này với giá 20 triệu đồng các bác nhá. Và em sẽ đóng hàng gửi cho các bác đến tận nhà.
các bác thanh toán tiền cước. Ok, trân trọng cảm ơn các bác của anh em. Lúc nào em luôn cũng có giá siêu khuyến mại cho các bác của anh em là khách hàng lâu năm, quý mến tin tưởng cửa hàng ạ. Trân trọng cảm ơn các bác ạ.